Trên đời này làm gì có đàn ông chung thủy Chỉ có đàn ông ngoại tình và đàn ông ngoại tình chưa bị phát hiện thôi Chị cũng kinh tởm cái loại con giáp thứ 13 phá hoại gia đình người khác lắm Nên em cứ yên tâm giao chồng cho chị Chị trông anh ấy cho đảm bảo không có đứa nào ở công ty dám lén phén với chồng em Không hiểu sao lúc đấy tôi nghĩ gì Mà lại tin lời chị ta là thật Để rồi bây giờ tự tay tôi là người đem chồng mình tặng cho người khác Tôi và chồng cưới nhau đã 6 năm, có hai con gái. Chồng tôi đẹp trai, hài hước, khéo ăn khéo nói, nên từ hồi xưa đã có lắm cô gái mê. Yêu anh tôi không ít lần mệt mỏi vì ghen tuông. Sự ghen tuông ấy chỉ bớt đi phần nào sau khi chúng tôi kết hôn. Tôi luôn bảo chồng, anh bớt ga lăng đi, bớt niềm nở với phụ nữ đi. Anh chỉ cần chu đáo với vợ mình là đủ rồi. Nhưng anh ấy không thay đổi, lúc nào cũng tỏ ra là người đàn ông tốt với phụ nữ cả thế giới. Nhiều người vẫn hay nói với tôi, giữ chồng cẩn thận, kẻo anh ấy đi kiếm con trai bên ngoài. Tôi biết họ chỉ có ý đùa, nhưng mà vẫn khiến tôi lo lắng. Đàn ông mà, tuy miệng nói rằng con gái hay con trai không quan trọng, tâm lý chắc cũng muốn nếp tẻ đủ đầy. Đó là lý do khiến tôi ngày càng hay xăm soi, để ý vào quản lý chồng. Anh về muộn, tôi cần lý do. Mật khẩu điện thoại của anh phải công khai cho tôi biết. Chồng tôi khó chịu, nhưng không phản đối. Anh luôn bảo tôi, em phải có niềm tin vào chồng mình chứ. Đừng có suốt ngày ghen bóng, ghen gió. Mà em cứ kiểm tra thoải mái đi Anh cay ngay không sợ chết đứng Anh không làm gì có lỗi với em và con Nên cũng chẳng sợ Một lần tôi theo chồng đi liên hoan cùng công ty anh Ngồi cạnh một chị đồng nghiệp của chồng Chị khen chồng tôi hết lời Được lòng đồng nghiệp tôi hỏi chị Không biết ở công ty anh có lén phén với cô nào không Chị nhìn tôi cười Nói đầy ẩn ý Chị cũng không biết Đàn ông người ta muốn giấu thì mình có tra đàn trời cũng không được Em nhớ để ý cẩn thận, chứ Nam được lòng mấy chị em ở công ty lắm. Tôi nghe xong thì giật mình nhanh tay bảo chị đồng nghiệp trao đổi số điện thoại, kết bạn Zalo. Chị nói chị sẽ để ý chồng giúp tôi, chị sẽ là tai mắt cho tôi mỗi khi ở công ty. Tôi đừng quá lo lắng, giọng chị nhẹ nhàng thân tình như chị em đã quen thân từ lâu lắm. Thỉnh thoảng chị nhắn cho tôi, nói rằng chồng tôi đi làm hay trêu ghẹo người này, người kia, trưa không ngủ mà ngồi nói chuyện riêng với công nhân mới vào làm chị khuyên tôi nên kiểm soát chồng bởi đàn ông bản chất đều thích trăng hoa lơ là một chút là sẽ hỏng chuyện chị bảo tôi đừng để chồng biết là chị nói kẻo đồng nghiệp khó nhìn mặt nhau một dạo chồng tôi liên tục báo tăng ca về muộn tôi nhắn tin cho chị đồng nghiệp của chồng hỏi hôm nay có tăng ca không chị ấy trả lời rằng công ty dạo này ít việc có hôm nào tăng ca đâu đọc xong tin nhắn nỗi nghi ngờ trong tôi càng bùng lên mạnh mẽ chị ấy khuyên tôi bình tĩnh nhưng lại khẳng định không có đàn ông chung thủy chỉ có đàn ông ngoại tình và đàn ông ngoại tình chưa bị phát hiện. Chồng chị ngày xưa yêu chị lắm mồm, cũng hứa này hứa nọ, nhưng cuối cùng cũng phản bội chị. Kết quả họ đã ly hôn mấy năm rồi. Em phải để ý đấy, chị không muốn em đi vào vết xe đổ của chị. Mỗi thông tin chị cho đều khiến tôi mất ăn mất ngủ vì khó chịu. Tôi hay vặn vẹo mốc mỉa chồng, anh lại câu có cho rằng tôi bị quan tưởng. Vợ chồng liên tục xảy ra tranh cãi vì những chuyện không rõ ràng. Đúng là tôi không có bằng chứng anh ngoại tình, nhưng mà những điều chị đồng nghiệp nói thì không thể là bị đặt. Một hôm anh đi làm về muộn, tôi ngửi khắp người anh, tìm mùi lạ. Nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi rã rời của anh, tôi cho rằng anh vừa làm chuyện gì đó không tốt. Tôi mới tức tối và cãi nhau với anh. Đấy, anh cứ bảo tôi ghen bóng ghen gió. Thế sao hôm nay anh về muộn thế, công ty có tăng ca đâu. Anh cởi áo ra ngay cho tôi, để tôi ngửi thử xem nào. Xem có mùi của con hồ ly tinh nào dính trên đấy hay không thấy điệu bộ của tôi anh bỗng cấu ầm lên anh đến phát điên với em chồng đấy đi làm về muộn vợ không quan tâm chăm sóc chồng thì thôi lại kiếm cớ xin chuyện vô lý nếu em không tin mai đến cơ quan xem lịch chấm công của anh xem có đúng anh tăng ca không hay nói dối mèo mở bên ngoài nói xong anh bỏ về phòng đóng sầm cửa lại anh chủ động ngủ riêng điều đó càng khiến tôi thấy bất ổn vợ chồng dù có chuyện gì cũng không được ngủ riêng trừ khi anh đã được con nào cho ăn no trước khi về nhà tôi không hề biết rằng mình đã tự biến mình thành bà vợ xấu xí về mọi thứ trước mắt chồng như thế nào cho đến khi chồng tôi nói rằng anh quá mệt mỏi mỗi khi về nhà anh không chịu nổi sự vô lý đến kinh khủng của tôi nữa tôi tâm sự với chị đồng nghiệp của chồng chị lại đổ thêm dầu vào lửa vậy là không ổn rồi anh ấy bắt đầu tìm lý do rồi đấy là phụ nữ dù ly hôn cũng là mình chủ động tuyệt đối không để đàn ông đá mình ra khỏi cuộc đời anh ta chúng tôi chưa nói đến chuyện ly hôn nhưng mà tôi đã đề nghị ly thân một thời gian chồng tôi không phản đối còn lấy lý do công ty có đơn hàng lớn và gấp nên thường xuyên về muộn anh ở cơ quan một thời gian khỏi làm phiền tôi vài hôm trước trong lúc đưa hai con gái vào siêu thị tôi tình cờ thấy chồng anh không đi một mình mà đi cùng một người phụ nữ khác người ấy ôm cánh tay anh dáng vẻ vô cùng tình tứ trong lúc nỗi tức giận còn chưa kịp bùng lên tôi bủng trũng tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy là chị ta không ai khác đó chính là chị đồng nghiệp của anh mà tôi luôn tin tưởng trong phút giây tôi như hiểu ra tất cả chính chị ấy là người tìm cách đẩy tôi ra khỏi chồng mình còn tôi lại ngu ngốc đẩy chồng tôi về phía người đàn bà đó nhưng bây giờ tôi phải làm sao đây vợ chồng đã ly thân rồi tôi cũng không thể vào túm tóc chị ta mà đánh ghen được nếu trách phải trách chồng tôi nữa nếu anh chung thủy hơn thì sẽ không bị vài mánh lừa của chị ta câu đi mất bây giờ tôi đã mất hết tất cả rồi tôi phải làm sao đây mọi người Gia đình em có em, bố và anh trai, còn mẹ em đã mất từ khi em học cấp 2. Em ngay từ nhỏ đã được mẹ dạy cho nữ công gia chánh, quán xuyến mọi việc trong nhà. Từ lúc lên cấp 3, một mình em vẫn có thể đảm nhiệm việc cơm nước trong nhà. Cứ như vậy, em đã trở thành người phụ nữ của gia đình. Anh trai em tên Nam, hơn em 10 tuổi. Nam em học lớp 11 thì anh Nam lấy vợ, vợ anh là chị Ly, hơn em 8 tuổi. Mới gặp chị ta, em đã không ưa rồi. Chị ta nhìn qua là biết thuộc dạng tiểu thư, chỉ biết học và học chẳng biết nội trợ gì nhưng mà được cái kiếm tiền giỏi một tháng lương phải bốn chục cũ lấy được chị ta thì anh trai em đỡ vất kết hôn xong thì chị ly làm dâu nhà em chắc chị ta thấy mẹ em không còn đỡ phải lo chuyện mẹ chồng nàng dâu nên mới sống chung nhưng mà chị yên tâm em sẽ thay mẹ làm mẹ chồng của chị mọi việc to nhỏ trong nhà chị đều phải hỏi ý kiến của em mới về chị ta đã lộ bản chất của một cô con dâu vụng về rửa bát thì xót một miếng trâu phơi quần áo thì móc quay hướng đông móc quay hướng tây em lại phải hành động đập luôn cái bát chị ta để bẩn cho ăn một cái giữa bếp để chị ta đi nhặt mảnh vỡ cho nhớ đời còn chỗ quần áo kia em phải đi phơi lại từng cái của cả nhà em thôi còn quần áo chị ta em vứt luôn xuống đất chị ta đi làm thì em không nói gì vì ai cũng có công việc nhưng vấn đề là chị ta tăng ca rất nhiều buổi trong tuần không chịu về nấu cơm cố tình để em nấu ăn xong chị ta chỉ rửa bát có mấy hôm em tức quá cơm phần chị ta em đổ luôn cho chó chị ta đi làm về đành ngậm ngùi pha mì tôm đáng đời có nhiều hôm chị ly đi làm về mua mấy món ăn sẵn mà mọi người biết đó đồ ăn sẵn bổ béo gì đâu không đảm bảo vệ sinh nữa em lại lên tiếng chị không thích nấu thì cứ bỏ em một tiếng đừng ra vẽ tay đây có tiền mua toàn mấy đồ vớ vẩn chị ta là dở cái giọng về muộn quá không đấu kịp ăn tạm một bữa thôi không sao cứ như là mỗi chị đi làm còn cả nhà em ở nhà chơi ấy. Có một hôm em đi học về thì thấy mấy rửa bát lù lù trong bếp. Chị ta mua không hỏi ý kiến em. Đợi chị ta xuống em mới gắt lên. Chị mua mấy rửa bát làm gì? Sao không hỏi ý kiến của em? Lúc nào cũng ra dễ có tiền. Không biết tay chân xin ra làm gì nữa. Mà lúc nào cũng mấy với mấy. Không chỉ mấy rửa bát đâu. Chị ta còn mua robot quét nhà rồi nồi chiên không dầu. Chắc sợ rán cá bắn vào tay. Hiện đại thì hại điện. Với chật nhà chứ chẳng giải quyết được cái gì. Nếu em không ngắn chị ta, suýt nữa đã thuê giúp việc rồi. Giờ giúp việc lương lẹo đủ kiểu, ăn trộm mang cấp, rồi có khi cướp cả chồng chủ. Chị cứ dành ra 3 tiếng mỗi ngày làm việc nhà, thì cần gì ai? Rồi mới đầu năm nay, chị ta lên trước trưởng phòng, bận hơn cả chủ tịch, chả mấy khi ở nhà. Hôm đó là ngày dỗ mẹ em, em đã dặn chị ta trước cả tuần, hôm đó phải ở nhà làm dỗ cho mẹ. Chị ta hôm đó xin nghỉ, năm nay nhà em không mời ai cả, trong nhà với nhau thôi. Thế mà chị ta lúi húi dưới bếp tận 3 tiếng đồng hồ mới nấu xong được một mâm cơm. Nói thật, em mà làm chỉ có phút mốt, chẳng qua em muốn để im, coi chị ta làm thế nào. 3 tiếng tưởng cao lương mỹ vị gì, thế mà bưng lên vẻn vẹn được có 9 món. Lúc thắp hương chị ta vẫn ở nhà, thế mà hương tàn một cái, chị ta cũng lặng theo luôn. Bảo công ty có việc cần đi gấp, chắc không về ăn cơm được. Đấy, mẹ xem, con dâu của mẹ hiếu thảo chưa? Cả năm có mỗi một ngày dỗ mẹ mà nấu qua loa được vài món rồi không thèm ở nhà ăn. Chắc gia đình chị ta còn đầy đủ Nên không hiểu ngày dỗ quan trọng thế nào Em tức quá Ăn xong bày la liệt ở đấy Đến tối chị ta mới về Em lôi chị ta xuống bếp mà dọn Không ăn được thì phải dọn được Năm nay em lớp 12 sắp thi đại học rồi Chị Ly lại dở cái giọng dạy đời Năm nay Vân thi đại học rồi Có bài khó cứ hỏi chị Chị biết thì chị chỉ cho Đó mọi người nghe xem Có ngứa tai không Thầy cô dạy em còn chưa hiểu Chị mà dạy được em á chắc cỡ giáo sư tiến sĩ ạ lúc nào cũng nghĩ là mình giỏi lắm rồi có mấy hôm cả nhà đi vắng em dẫn bạn trai về chơi trước đây em làm vậy suốt à có ai biết đâu với lại em như là chủ nhà rồi dẫn ai về mà không được thế mà hôm đó chị ta đi về lấy tài liệu nên bắt gặp hai đứa em cứ tưởng chị ta không quan tâm mà đến tối chị ta gõ cửa phòng em và nói chuyện ý là giờ gần thi nên tập trung học đi còn trẻ đừng yêu đương dễ dãi em sợ quá gì phản lại luôn giờ giới trẻ như thế là quá bình thường cứ cổ hủ như chị Giờ lấy về hơn một năm Vẫn chưa thấy có bầu Chắc tôi phải bảo anh Nam dẫn chị đi khám Em nói có sai cái gì đâu Mà chị ta dơ tay tác em một cái rõ đâu Em chạy vội ra phòng khách Mách bố với anh trai Mà không nói thật được Đành bịa chuyện chị ta vào phòng ăn trộm dây chuyền của em Còn không nhận rồi đánh em Dù gì em cũng là đứa con Đứa em gái được gia đình yêu thương Nên diễn có tí đã thành công rồi Bố bên em là rõ Còn anh Nam không biết đứng về phe ai Chị Ly đành bỏ về ngoại ngay trong đêm. Chắc do em còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm làm mẹ chồng với vẫn còn hiền nên chị dâu mới lỏng hành như vậy, giờ chị ta bỏ về ngoại cả tuần rồi, còn anh trai em bắt đầu nghi ngờ em rồi chạy sang bên kia dỗ vợ, ức chế quá cả nhà. Ai có cách nào để chị ta đi luôn không về nữa không, mách em với. từ khi làm nhân viên cho nhà hàng thì mình mới nhận ra con người nó nhiều mặt hơn mình nghĩ và chủ yếu là những người đàn ông đã có chủ mình lên đây kể một số vụ tiêu biểu mình cảm thấy mất niềm tin nhất cho mọi người cùng mất niềm tin cùng nha thật sự làm phục vụ phụ bao nhiêu năm đúc kết lại mình cảm thấy độc thân tự nhiên cũng vui vụ thứ nhất là người đàn ông gia đình nhìn rất là đứng đắn đúng chuẩn người có tiền lại biết yêu thương vợ con mình đặt tên là người đàn ông giả tạo đi mình may mắn được phục vụ cho gia đình anh mấy lần và anh đều đặng tuần nào cũng đưa vợ qua nhà hàng mình ăn uống khi được trò chuyện với khách thì chị nhà luôn miệng khen là chị thích món ăn bên nhà hàng mình chồng chị biết nên mỗi tuần cứ đưa chị đến ăn một tuần cho bỏ thế là anh và vợ cũng thành khách đặc biệt của nhà hàng mình luôn nhìn những cử chỉ cùng ánh mắt của người chồng mình âm thầm ngưỡng mộ vì kiếm đâu ra chồng kiếm ra nhiều tiền lại cưng vợ như trứng vậy đâu nói chung là chăm chút nâng niu vợ từng chút một. Ai ngờ đúng mấy hôm sau, nhà mình có làm thay ca cho một chị. Mình được phục vụ cho phòng riêng của nhà hàng, đang cười tươi vào phòng. Mình nghe bảo khách này cũng là khách quen của mình, nhưng mà nụ cười còn chưa được lâu thì mình bị khựng lại. Đúng là khách quen thật, vừa mấy hôm trước chính mình cũng đang phục vụ cho ổng và vợ. Nay thấy người bên cạnh ổng không phải vợ, mà là một cô gái đôi mươi, cùng đôi gò bồng đào sắp vương ra khỏi áo. Chuyên nghiệp, nên mình không dám thể hiện gì quá đặc sắc. Ông cũng không có quan tâm gì xung quanh, mà chỉ trêu ghẹo ôm ấp cô gái trong lòng, sợ mó nhau ghê lắm. Nhìn cảnh này có ai nghĩ được là người này tuần nào cũng đưa vợ đi ăn đi uống nói lời yêu thương đâu. Mình phải dụi mắt mấy lần vì không nghĩ con người có thể hai mặt mà tưởng nhà có anh em sinh đôi luôn ý. Sau này có thêm một anh cũng cưng vợ điên lên Mình sẽ đặt tên cho anh này là thằng nốn lừng Cứ dịp lễ hay sinh nhật buổi nào Ông cũng tổ chức to bên mình Nghe bảo ông mới mua cho bà con xe bốn bánh Chất lừ luôn chơ Eo ơi đáng yêu phải biết Cứ mua xe là mình thấy ông này có đầu tư yêu thương bà lắm rồi Mình còn được nghe kể Hai người này là Thanh Mai Trúc Mã Môn đăng hộ đối bên nhau từ nhỏ tính xin vía rồi may quá chưa kịp xin thì ổng lòi đuôi khi bà đi vệ sinh thì mình có qua trót rượu ổng liền dúi bo cho mình năm trăm ngàn và kèm theo tờ giấy số điện thoại ổng mình tởn tới già mình còn khó hiểu nhìn ổng thì ổng nháy mắt đưa tay ra dấu hiệu là gọi ổng các kiểu đúng là mình ngưỡng mộ những chàng trai giỏi thật nhưng mà nhân cách như dễ trách thì mình vẫn chê nha tính ra mình không quá giàu nhưng mà gia đình mình cũng không nghèo để mình làm những chuyện xấu hổ luôn ấy mình còn ngây thơ nghĩ nếu mình không có dấu hiệu gọi điện hay hứng thú gì thì thôi ổng tha ai mà ngờ thằng mặt ngựa này nó còn lì hơn mình nghĩ nữa cuối buổi còn đi tìm mình hỏi số điện thoại mình bảo muốn làm quen tưởng giàu gái bu ai ngờ dính phải thằng mặt giặc kinh tởm mấy cái loại như này mình chê mình cười một cách chuyên nghiệp cố ý nói lớn xin lỗi khách Bên tôi không có dịch vụ cho số điện thoại bản thân cho khách hàng, nếu khách có vấn đề gì có thể gọi cho quản lý bên tôi để được giải đáp ạ. À. Tiếng cho cũng đủ to để cô gái kia nhìn qua rồi ha, nhìn ánh mắt cô gái kia là biết thằng này trốn không thoát rồi, Mỡ đó, thằng này mà không phải là khách thì xin lỗi mình múc nó lâu rồi. Cái tội mà có bạn gái mà còn đú đỡn với người khác. Thề, giờ mình không nhìn mấy người tình cảm mà con mắt bình thường được nữa. Ý. Giờ đứa nào khoe tình cảm mình cũng cảm thấy nghi ngờ, kiểu này có khi ế tới già luôn quá. Ai cho tôi xin vía tình yêu thật sự chân thành đi ạ. À? Em không phải là đứa trẻ may mắn khi sinh ra đỡ vạch đích, nhưng lại là đứa trẻ hạnh phúc nhất vì vừa sinh ra đã có ngay mối hôn sự tốt đẹp được sắp đặt trước, có sẵn một thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên cạnh, thấu hiểu và đồng hành cùng em trên mọi chặng đường. Đấy cũng chính là niềm tự hào lớn nhất của đời em. Thanh mai trúc mã của em tên là Lâm, mẹ em và mẹ anh đã chơi chung với nhau từ thời còn là những cô thiếu nữ cấp sách đến trường hai mẹ là bạn thân, đến khi họ lấy chồng thì chồng họ cũng trở thành bạn thân nốt. Tình cảm gắn kết muốn truyền từ đời này sang đời nọ, nên hai nhà đã lên kế hoạch sẽ có con cùng thời điểm với nhau. Ngặt nổi đầu năm, mẹ anh Lâm đã cấn bầu, còn mẹ em thì cả một năm đó dù có uống đủ loại thuốc bổ, khấn xin hết chỗ thầy này đến bà nọ, mà cũng chưa bén duyên đường con cái. Mãi đến tận khi anh Lâm 6 tuổi, mẹ em mới may mắn có em bé, hai nhà mừng vui như bắt được vàng, dựng rạp tổ chức tiệc tùng linh đình trước mặt dòng họ và hàng xóm láng giềng hai gia đình còn tuyên bố dõng dạc nếu sinh ra là con trai thì cho bọn nhỏ kết nghĩa anh em chí cốt còn nếu sinh ra là con gái thì hai nhà kết thông gia đủ tuổi cưới ngay không nói nhiều cũng từ lời hẹn ước năm đó mà em trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất quả đất. Sinh ra đã được cả hai bên ba mẹ ruột và ba mẹ chồng tương lai, yêu chiều chăm sóc hết mực. Bên nhà anh Lâm còn dành hẳn cho em một phòng ngủ riêng. Mẹ anh cứ hễ đi mua sắm là lại mua cho em thêm vài món đồ, chất đầy trong phòng. Nào là quần áo, bàn học, máy tính, sách truyện, đồ ăn vặt, đầy đủ cả. Chỉ cần là thứ gì ở nhà em có thì bên đây sẽ sắm sửa y hệt Em sang nhà chơi thì đều có chăn ấm nệm im, trải sẵn, không cần mang theo bất kỳ thứ gì. Về phần em và Lâm thì lúc còn nhỏ hai đứa chẳng hiểu gì về chuyện hứa hôn, cứ thế lớn lên cùng nhau, cũng chẳng biết đối phương có máu mũ gì với mình, nhưng mà lại có cảm giác gắn kết rất bền chặt. Người lớn lúc đấy nói đùa, hai đứa phải như hình với bóng, yêu thương gắn bó với nhau suốt đời. Vậy là trong tâm trí hai đứa nhỏ cứ thế răm rắp nghe theo, từ nhỏ em đã như cái đuôi bám riết lấy lâm. Mỗi khi được bạn bè hỏi về em, anh đều trả lời ngắn gọn. Cái bóng của tao, gặp thằng bạn nào của anh mà trêu em phiền phức là anh cạch mặt đứa đấy luôn, không chơi cùng nữa. Có lẽ vì sự hiện diện của anh mà mọi thứ trong cuộc sống của em đều rất ấm êm, êm đềm và dễ dàng. Anh chở em đi học, đón em về nhà, dạy kèm cho em, dạy em chạy xe, dạy em bơi, dạy em kỹ năng tự vệ, từ bé đến lớn em chưa từng biết đến cảm giác bị ức hiếp hay thiệt thòi gì so với người khác cả. Dù lớn lên bên nhau và cũng dành cho nhau thứ tình cảm rất đặc biệt, nhưng mãi đến năm em 18 tuổi thì hai đứa mới dám hẹn hò vì anh lớn hơn em tận 6 tuổi nên cứ sợ mang tiếng yêu trẻ vị thành niên. Vì yêu anh nên em đã quyết tâm học thật giỏi để thi vào trường đại học anh từng học. Đến năm 4 đại học có kỳ thực tập, em cũng chọn đúng công ty anh đang làm mối quan hệ bên ngoài là thanh mai trúc mã nhưng đến công ty lại thành xếp và thực tập sinh mấy lần ở công ty em quen mồm toàn gọi anh xưng bé mỗi buổi nhận xét thực tập xin đến phần anh nhận xét em thì anh đều cố tỏ vẻ nghiêm nghị khó tính hơn so với nhận xét bạn khác làm em buồn cười đến nỗi toàn phải bấu móng tay vào thịt để kiềm chế lại đến giờ tan làm em cũng phải lội bộ đến tận hai cái ngã tư mới dám nhảy lên xe cho anh đều về giờ ăn cơm hẹn nhau căng tin hai đứa ngồi mặt đối mặt nhưng anh lại đầu xong em cuối xong kết nhau đến tận ba bốn dãy bàn mới yên tâm Tranh thủ mấy lúc đi cùng thang máy thì thầm to nhỏ vài câu, hoặc nắm tay phớt nhẹ vài giây là phải buông ra ngay. Đến năm em 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học là hai bên gia đình tổ chức đám cưới cho bọn em liền. Ngay gửi thiệp mời cưới, đồng nghiệp công ty anh và bạn bè em đều ngỡ ngàng ngơ ngác vì tưởng lầm rằng em đi làm thực tập sinh có vài tháng, đã cao tay cưỡng ngay được ông xếp lớn. Khoe nốt là hôm đám cưới bọn em, ba mẹ chồng tặng cho em hẳn ba miếng đất đứng tên em. Ba mẹ bảo, mỗi khi giận chồng thì bán một miếng, lấy tiền đó đi du lịch cho sướng. Khi nào bán hết cả ba miếng thì ba mẹ lại cho tiếp. Cưới nhau 2 tháng thì em có bầu Ba mẹ chồng hay tin Còn tặng trước cho cháu nội một căn chung cư mới bên quận 2 Nói là mang bầu ở tuổi 21 còn bỡ ngỡ Nhưng từ lúc mang bầu đến lúc sinh đẻ Em cũng chưa từng cảm thấy có gì khó khăn Vì đều được ba mẹ ruột và ba mẹ chồng Lo chu toàn mọi thứ Lại thêm ông chồng em Suốt 9 tháng 10 ngày Cứ lẻo đẻo theo sau hỏi đủ thứ Em thấy trong người sao Có thèm ăn gì không Em có thấy đau chỗ nào không trộm vía đến hiện tại em đã 25 tuổi và sinh đến bé thứ hai rồi mà sự quan tâm của ba mẹ chồng và chồng em chỉ tăng lên nguồn ngục chưa chưa từng sụt giảm ai nói tình yêu thanh mai trúc mã nhàm chán đơn điệu chứ với riêng em thì luôn biết ơn hai ông bố bà mẹ đã hứa hôm trước cho bọn em còn gì hạnh phúc bằng khi vừa sinh ra đã được thấy mặt chồng tương lai sung sướng hơn nữa là đã được định sẵn mình sẽ là người duy nhất của đời họ không cần phải ghen tuông với bất kỳ người yêu cũ nào, lại càng yên tâm hơn khi biết chắc chắn sẽ không có tình địch nào dám bén mảng đến gần, vì còn cả một đại gia đình nhà chồng đứng sau chống lưng cho mình. Nhân tiện con trai em vừa sinh được 3 tháng, mơm nào vừa sinh thì mình cát kèo lòng quen trước cho tụi nhỏ đi, không làm thanh mai trúc mã thì cũng làm bạn thân từ nhỏ mới mơm ơi. Chào mọi người, em là Hương, hiện tại em đang là sinh viên năm 2. Hôm nay á, em ngồi lên đây để kể cho mọi người về câu chuyện đi làm thêm dở khóc dở cười của mình. Thì mọi người cũng biết sinh viên mà nên việc làm thêm cũng rất bình thường. Em cũng vậy và công việc của em là nhân viên dọn phòng khách sạn part-time. Công việc bình thường em thường bắt đầu vào 7 giờ sáng hoặc là sau khi có phòng check-out xong. Khi mới bước vào làm em còn bỡ ngỡ nhiều lắm. Em có nghe review về nghề này thì khách sạn mà. Nên là mấy chuyện ABC XYZ bình thường. Nên là trước khi làm em đã chuẩn bị sẵn tâm lý là dọn phòng sẽ gặp ba con sâu. Nên để tránh rủi ro thì em có đem bao tay y tế. Mà mọi người biết sao không? Lúc em đeo mấy nhân viên khác kiểu nói ra nói vào là con nhỏ này tiểu thư này nọ. Dọn phòng thôi mà cũng đeo bao tay sợ dơ hay gì. Khúc đó em nghe phong phanh làm vậy. Khi đó em mới vào làm mà nên cũng hiền không có bật lại. Chứ giờ mà nói đi là mỏ em cũng không có chịu yên đâu. Công việc dọn phòng khách sạn có nhiều cái hài lắm. Không biết mọi người đi khi mà đi thuê phòng thì sao. Nhưng mà khách của em thì có mấy cái độc đáo lắm. Mới hôm qua nè, khi em vô dọn phòng thì thấy đồ khách để quên. Trên ghế thì có cây lược, cây sao Dior với máy sấy tóc. Chà, Chắc khách nhà em sáng dậy phải đi sự kiện sớm nên mất cúp xong thì ba chân bốn cẳng chạy nên để quên đồ mất cúp luôn. Có hôm thì em thấy chai dầu gió với vị thuốc giảm đau mà hôm đó là chủ nhật có khi khách em tối thứ bảy mở tiệc nhảy sập sình ở trỏng mà sung quá nên phòng dầu với thuốc cho khỏi đau đầu nè. Mấy đồ này thì còn bình thường, có bữa trong lúc gom chăn thì phát hiện ra áo chip với quần xì lít. Em kiểu what đờ và cũng ngộ mọi người sao đến đồ lót cũng để quên hay thiệt hoặc là tối cháy quá nên sáng còn thăng hoa, quên cả đem về hay sao á. Mà mỗi thứ bên mà cũng chịu được hay thiệt chứ. Rồi lâu lâu em dọn phòng thì có mấy cái cũng hài, lông mi thì dính trên ly, rồi nào là tóc giả, đồ trang điểm, tất, ví tiền thì để quên. Khúc đó em nghĩ hơn đó là mình không gặp ba con sâu, chưa gặp thì ngại chết, thì cầu được ước thấy, hôm đó cũng như mọi ngày bình thường khác em vào ca làm do phòng này khách chết ao muộn nên em vào làm trễ hơn một xíu lúc chuẩn bị vào để dọn thì khách phòng đó đi ra có một nam một nữ anh khách nam thì đúng đẹp trai luôn tinh tế với giọng nói siêu ấm áp còn gật đầu chào với em cái nữa vào phòng dọn thì cũng như bình thường em sẽ gom chăn thay ga mới rồi sang bàn để lau thì trên bàn có cái gói bim bim ăn dở em với tay để bỏ thì bắt gặp ở trong có một vật thể lạ đó là ba con sâu mà không phải một con mà là hai con kiểu lúc đó thấy kỳ kỳ bộ mình chơi gấp lắm hay sao mà bỏ vô đây luôn trời rồi thôi dù gì cũng là chuyện bình thường của khách thì em bỏ rác rồi mới bước đi vài bước Em đạp trúng gì đó nhìn xuống thì Oh my god, oh my god Lại là chú ba con sâu Ê ơi, thật sự luôn Đúng là sức trẻ mà chơi nhiều lần Nhưng mà được cái anh này chơi xong không có bỏ rác đúng nơi nha Nên nãy thấy ảnh có đẹp trai Mà ấy quá Nên ảnh xứng đáng được một điểm Mà cũng may em có đeo bao tay Chứ hả, 20 năm chưa một mối tình mà gặp cũng ngại chết nên giờ ai còn nói em đau bao tay tiểu thư thì em cũng không có nói nhiều. Dí cái ba con sâu vào tay nó chỉ đỡ ghét. Thấy tầm mấy ngày sau em lại gặp anh này check in. Mà lần này kế bên không phải là cô gái hồi hổm mà là một cô khác. Thì anh ta có order rượu nên em có đem lên. Thì bước vào phòng em cũng để rượu xuống đồ bình thường. Xong anh gặp em rồi bo cho em. Đây là tiền bo anh cho em nè. Cảm ơn em. Hồi bữa dọn phòng nha. Hôm đó anh quên nên là mấy cái... Ê, anh quên bỏ cực cho em quá Lúc đó thì em cũng thảo mai trả lời Dạ không sao đâu anh Đây là công việc của tụi em mà Sau đó anh ta nhìn em rồi cười À vậy không ấy như vậy đi Thường á, tuần anh đến đây 2 đến 3 lần Em dọn phòng cho anh đi Anh thường quên bỏ ba con sâu đi lắm Nên là công việc của em là bỏ giùm anh Xong cho tiền bo thêm Hoặc là em là nhân vật chính trong tiết đánh vận ABC Đi xét qua luôn cũng được Anh thấy đề xuất này ok đó Em thấy sao xong á anh ta cười nhếch mép còn em thì xịt keo eo ơi trần đời thế gian chưa bao giờ em gặp trường hợp nào như vậy anh ta đúng kiểu biến thái luôn cô gái mà anh ta dẫn thì đang ngồi trên giường kế bên mà anh ta cũng dám nói ra mấy câu này thật sự luôn mà hình như cổ không phải là bạn gái anh ta chưa có người bạn gái nào thấy bồ mình nói vậy mà vẫn ung dung ăn bánh chắc anh ta cũng ăn bánh mà là ăn bánh trả tiền thật sự đúng là điên rồ đã vậy anh ta còn cười nhã với em đúng khó chịu thì em lịch sự từ chối rồi, mà anh ta còn mỉa mai là kiểu em tỏ ra thanh cao các thứ. Rồi rồi, máu điên em trỗi vậy, em chửi liền, dù có là khách em cũng chửi. Thôi đi má, không phải ai cũng như má, được cái nhìn cũng được, mặt cũng đẹp đó, mà cái tâm thì như cái quần què vậy đó, đâu phải ai cũng như má muốn lên giường. Má coi lại mình đi chơi, nhiều quá coi chừng bị vô sinh đó, đồ khùng điên. Bộ tưởng chị đây dễ dãi ha, thôi nha má, tiêu chuẩn chị đây cao lắm đó. Người như cưng coi như bỏ Bye ạ à. Chúc cưng đêm nay ngàn hiệp Nói xong tức quá em đi luôn Cũng may là chị quản lý của em cũng hiểu Nên không có trách gì Chưa gặp mấy chỗ khác Chắc em bị đuổi rồi quá Thằng cha đúng bệnh quản thiệt Đúng là ở hiền gặp phiền mà rồi ở đời á, đâu ai muốn làm thằng nhân viên quèn mãi đâu đúng không mọi người? Phải biết vươn lên đội chứ. Chào mọi người nha, mình là Hải, đang làm marketing, 26 tuổi đầu rồi, cũng muốn làm chủ như người ta. Giờ lướt top top thấy bạn Gen Z giờ quá trời giỏi luôn, mới ra trường mở công ty này nọ, trời nhìn áp lực lắm chứ bộ. Mà thiệt, người ta 20, 21 tuổi đã làm CEO, làm chủ tịch, còn mình chỉ là thằng nhân viên quèn thôi à. Nhưng mà cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép, mình vẫn nỗ lực đi làm lấy kinh nghiệm, mỗi bữa bỏ về chục, mua về lót, đầu tư này nọ mà tích góp số vốn kha khá rồi ra mở công ty sao? <laughs> gặp thời giàu mấy hội, đúng không mấy ní? Đấy, mà xui làm sao á, mình đi làm toàn chỗ công ty gì đâu không trời. Chỗ gặp sếp chướng tính lại còn hay giỏi nữa má. Chỗ thì gặp mấy chị đồng nghiệp suốt ngày tí ta tí tưởng chuyện thiên hạ má mà ơi Môi trường công việc thì không có tiềm năng Lương thì bèo thì bọt ơi đi làm thì stress Ở nhà thì đói Khổ tâm dữ lắm Mới em kia được xếp dắt đi gặp đối tác Mình hớn hở vãi ra luôn Tưởng rồi ok rồi Đợt này ký được hợp đồng á sếp sẽ cân nhắc mình trong công việc đây không mấy má ơi đi gặp đối tác mà đối tác này lạ lắm kiểu phú bà ngấp nghé năm chục mẹ rồi đối tác bằng chuyện công việc thì ít chứ sờ mó mình thì nhiều tiếng sau bà còn nhét cả tiền vô túi mình rồi còn nháy mắt nữa sếp thì bảo cổ chịu đi vì cái hợp đồng công ty có mỗi mình đúng gu bả nhất nên sếp mới dắt theo đó đó chỉ vậy thôi chứ chẳng phải coi trọng năng lực gì đâu nha đấy chán đời mọi người buồn tình cho nên đó, tối đó mình đi uống bia uống xong tắp vô quán trà đá ngồi than thân trách phận mà mình cũng hay ghé quán này ủng hộ cô bán trà đá cho nên cô quen mặt á thấy mình ngồi than thở thở ngắn thở dài cô cũng tới hỏi thăm này nọ ừ thì mình đang buồn mà tâm sự hết trơn mình bảo mình sắp 30 đến nơi rồi mà chưa sự nghiệp mình cũng muốn làm chủ hết trơn á muốn quản lý công ty riêng bla 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 các thứ mà chưa gặp thời cô nghe xong hỏi mình có nhiêu vốn liếng mà đòi làm chủ vậy mình cũng thú thiệt là sau 4 năm đi làm tích góp được 200 triệu cả gia tài của mình á mà cô lắc đầu rồi cười bảo chứ Cơm, hai trong cũ mày bằng tiền trà đá cô bán mấy tháng thôi đó bèo này đòi làm chủ gì con trời ơi, nghe xong chán đời hẳn luôn nha mấy má thiệt tốn tiền học cho lắm vô giờ kiếm tiền không bằng bà cô bán trà đá thấy mình buồn cô cũng an ủi vỗ vai mình kêu chứ nhưng mà còn trẻ có chí lớn vậy là tốt cô thích mày hả giờ cô mày bày cho mày cách này nè nhanh vào nhanh làm chủ lắm mày muốn không Dĩ nhiên là mình không muốn qua cơ hội này rồi Mình hỏi cô cách gì á Thì chỉ mình giới Nghe xong cô mượn điện thoại mình Ấn vào một dãy số rồi bảo chứ Mày làm rễ cô đi Này số con gái cô Tuy nó hơn mày vài tuổi Mà xinh đẹp dỗ giang Có công ty riêng Mỗi tội hơi tính khí hơi khó chịu Tí thôi con Ờ à. Oh my god <laughs> Như một giấc mơ Tối hôm đó về ấy, mình add Zalo Sau đó thì rồi ôi Trời đất ơi Khuôn mặt xinh đẹp của chị sếp mình Hiện ra Lại trời Đây là chị sếp chi nhánh thần tượng của công ty Bả tinh linh Xinh đẹp dỗ gian Thần thái ngút ngàn Ôi Có lẽ nào thời tới cảm kịp trời Hôm sau cô bán trà À không giờ phải gọi là mẹ vợ tương lai đi mẹ vợ gọi cho mình bảo mình chuẩn bị quần áo gọn gàng để sự vô nha tối nay đi đét với con gái của mẹ đó mình ý hưởng ok liền mọi người lúc gặp sếp mình có hơi ngại không dám mở lời sếp chủ động nói mình luôn lạ mẹ tôi nói cậu tốt bụng có ý chí cầu tiến mà tôi cũng cô đơn lâu rồi thôi giờ không lòng vòng mình đến với nhau đi mẹ vợ tương lai cũng ra sức để thuyền lắm bảo mình yêu chị linh đi chị ấy sẽ giúp mình đổi đời trời ơi, nhìn chị lên thế chứ xin ngoan yêu lắm nha không bắt nạt mình đâu <laughs> đấy cứ thế mình ngất ngay trước lời tỏ tình đậm chất tổng tài của sếp tưởng không dính ai ngờ dính không tưởng luôn rồi chị sếp của mình rất là nghiêm túc trong chuyện yêu đương nha trời đến nay á tụi mình yêu đương hơn năm rồi đó mình cũng đã được làm chủ à, cụ thể là chủ gia đình <laughs> một vợ một con cũng quản lý mà quản lý nhà cửa nội trợ chăm sóc chó mèo cho vợ yên tâm đi làm giờ <laughs> mình bảo chứ anh cứ thoải mái làm chủ gia đình còn em làm chủ doanh nghiệp để em lo ha đó. mẹ vợ mình thì vẫn bán trà đá mỗi tháng kiếm vài chục củ phụ lo cho con cháu chơi <laughs> mình thì sướng chảy thay ra thì có mọi người nha đúng là sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà vợ <laughs> nhiều lúc mình không dám tên cuộc sống mình lại màu hồng vậy luôn á cảm ơn các bạn nãy giờ lắng nghe câu chuyện của mình bịa ra nha chứ thực sự á, đã kết thúc từ lúc cô bán trà đá chơi mình nghèo rồi má ơi éo có cái đoạn sau đó các bạn ơi còn mình á ăn mì gói chạy deadline tiếp đây nha má khổ ghê muốn làm ceo mà cái nghèo không cho phép <laughs> sầu Mấy hôm nay, thời sự đưa tin rất nhiều về nội dung trong nghị quyết 01/2024 của tòa án nhân dân mới đưa về việc người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang có thai hoặc là mới sinh con dưới 12 tháng tuổi, ngay cả khi đứa trẻ là con người khác, khiến vết thương lòng vẫn đang sưng tấy của tôi một lần nữa rỉ máu. À, nhiều người tưởng đó là quy định mới. Mà tôi biết rõ điều đó được quy định từ lâu rồi Văn bản trên nó chỉ hướng dẫn rõ hơn thôi Bởi chính tôi nè Đã và đang ở trong tình huống tương tự Thật ra cho dù pháp luật không cấm Chắc tôi cũng không nhẫn tâm bỏ lan Khi mà cô ấy đang ôm đứa con mới chào đời đỏ hỏn Nhưng mà nỗi đau khổ của một người chồng như tôi Nếu ai mà không trải qua Sẽ không thể nào hiểu được Nó khủng khiếp cỡ nào đâu Vấn đề là Vợ chồng tôi hiếm muộn cũng gần 7 năm rồi Tôi là đi công tác xa suốt cả Cho nên nó khó càng khó hơn May sau trời thương, Lan Cắt được thuốc bổ ở vùng Lạng Sơn mang về uống. Thấy em bảo bổ lắm, nên chẳng bao lâu chúng tôi đã có tin vui, khiến tôi sung sướng, khóc nấc lên ôm bụng vợ. Ngày Lan đang mang thai, tôi xin phép nghỉ ở nhà chăm em. Thời gian này, tôi đã nghe phong phanh vài lời dị nghị về người cha thật của đứa con trong bụng em. Mà tôi không tin, vì nhân cách vợ tôi như nào tôi biết mà. Tôi không muốn niềm hạnh phúc sắp được làm cha mẹ của hai đứa bị vẫn đục như vậy. Khi đứa bé ra đời, ôm con trong tay, tôi cảm nhận rõ sự gắn kết thiêng liêng giữa cha và con. Cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì để mà che chở, để mà nuôi nấng sinh linh bé nhỏ này. Thế nhưng mà, sau khi làm tiền đầy tháng, xem lại hồ sơ sức khỏe của hai mẹ con, nhìn thông tin nhóm máu của đứa bé, tôi bàng hoàng đứng không vững luôn. Cả hai vợ chồng tôi đều nhóm máu ô, sao con tôi có thể là nhóm máu B được trời? Đột ngột phát hiện tin xấu Tính tôi có gì là phải giải quyết ngay Cho nên tôi lấy bút đỏ khoanh tròn thông tin đó Đưa cho Lan Lan ngay lập tức hiểu tôi muốn nói gì Khóc rộng thú nhận mọi chuyện luôn Hóa ra trong thời gian tôi vắng nhà Lan gặp Long Người cũ của em Ngày xưa hai người họ cũng từng thề non hẹn biển đó Chia tay với Long là chuyện khiến Lan Không cam lòng nhất ở trong quá khứ Long giờ vợ con đề huệ hết rồi họ hẹn nhau nói một lần cho hết mọi khúc mắt ở trong lòng để tiếp tục cuộc sống mới mà không ngờ sau những giải bày và nước mắt lại là sự vượt giới hạn và phản bội lấy tôi mấy năm cố mãi vẫn không có gì gặp lại người đó đúng một lần đã có thai lan biết gần như chắc chắn long là bố đứa trẻ vốn em định phá bỏ để mà phi tan tội lỗi nhưng vì đã đợi rất lâu để làm mẹ cho nên cuối cùng vẫn để lại với hy vọng là không ai phát hiện ra không ngờ sự thật lại vỡ lỡ nhanh như vậy Lan ngồi ôm con bần thần nói Em có tội Anh muốn xử lý sao cũng được Em thề không oán hận Suy nghĩ đầu tiên của tôi lúc đó là ly dị Tôi không chịu nổi nỗi đau đớn nhục nhã này đâu Tôi gọi điện cho anh bạn làm luật sư Lấy cớ hỏi cho người khác Để tìm hiểu thủ tục ly dị Mà nãy nói trước khi mà đứa trẻ trọn tuổi Người chồng không thể đơn phương yêu cầu ly hôn Điều này khiến tôi phát điên lên vì cảm thấy bất công. Rõ ràng, ủa tôi là nạn nhân mà, tại sao lại trói buộc như vậy? Mà sau khi bình tĩnh lại, nhìn vợ phờ phạt ôm con quấy khóc, tôi biết dù pháp luật cho phép đi chăng nữa, mình cũng không nhẫn tâm mà vứt bỏ cô ấy trong giai đoạn này. Thành ra, tôi đang đối xử tàn nhẫn với chính tôi. Với người vợ cắm sừng chồng rồi mang thai với kẻ khác như vậy, dù không ly hôn, lẽ ra tôi có thể trả cô ấy về nhà ngoại đó. Mà Lan không có nhà ngoại để mà nương tựa đâu. Bố mẹ mất rồi, anh ruột vừa nghèo vừa đông con. Tình cảm anh em cũng có tốt gì đâu. Lan hoàn toàn không thể nhờ vả ai hết. Thu nhập của em lại càng không đủ để thuê nhà. Nuôi con, gì thế, tôi chỉ có thể tiếp tục để Lan ở nhà của mình. Sự hiện diện của đứa trẻ, tiếng khóc của nó như sự tra tấn đối với tôi. Luôn nhắc nhở tôi về sự thất bại cay đắng của mình. Chiều đừng ít ngày, tôi bỏ ra ngoài thuê nhà, ở tạm chờ đến lúc ly hôn thôi. Mà đi được vài tuần á, thì bạn thân của Lan gọi điện, cậu xin tôi quay về. Vì mấy người bạn thay nhau đến giúp cũng chỉ quay vòng được chừng ấy thời gian, không thể nào ở thêm được nữa. Cô bạn kia bảo tôi chứ. Anh không cần giúp cô ấy nhiều đâu, chỉ cần đêm ở nhà cô ấy vững dạ được rồi. Nhớ khi có việc cấp bách thì cần nhờ thôi. Tôi lạnh lùng từ chối, mà hôm sau vẫn trở về vì không đành lòng. Tôi luôn kiếm việc để làm, chờ khuya mới về nhà để khỏi phải nhìn thấy hai mẹ con. Nhưng mà nhìn hai mẹ con giật lộn với nhau Tôi không đành lòng làm ngơ được Đành giúp Lan lúc pha sữa Lúc bế hộ Lan quá stress cho nên ít sữa lắm Trong khi thằng bé có vẻ ghét ăn sữa ngoài Khóc quấy luôn mồm à. Nhìn nó nhớ lại cảm giác lúc ôm nó vào lòng Khi mới ra đời Lòng tôi lại trào lên niềm thương xót Càng ngày tôi càng làm giúp nhiều việc hơn Rồi dần dần á, cứ hết giờ làm Trừ khi có hẹn nhậu với bạn thôi Tôi đều về nhà hỗ trợ Lan Tuy xác định không thể nào bỏ mặt vợ trong giai đoạn đứa trẻ còn trứng nước, tôi vẫn mong từng ngày để có thể thoát khỏi tình trạng này. Sống vậy với tôi, quá khổ rồi. Tuy xót vợ và đứa bé, tôi vẫn luôn hận cô ấy phản bội, hận số phận đã đẩy mình vào tình trạng ngang trái như vậy. Sự hiện diện của họ trong căn nhà vẫn luôn nhắc nhở tôi về cái nỗi nhục nhã khi bị cấm sừng, vì nỗi tréo ngoe khi tôi là nạn nhân nhưng vẫn phải phục vụ người đàn bà gây đau khổ cho mình, chăm sóc con của người khác coi như lúc không chịu nổi đang bế đứa trẻ cho lan làm việc tôi đặt vội nó xuống rồi bỏ đi suốt mấy tháng nay tôi vẫn luôn đấu tranh tư tưởng để mà không đuổi lan ra khỏi nhà đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội tôi biết giải quyết làm sao cho ổn bây giờ